Những người được phép đốt pháo hoa dịp Tết và quy định mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đốt pháo hoa trái phép sẽ có trong thông tin chính sách pháp luật ngay sau đây. Theo Điều 17 Nghị định 137 của Chính phủ quy định người dân được phép đốt pháo hoa trong dịp lễ Tết khi đáp ứng các điều kiện sau. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Pháo hoa được mua của các tổ chức doanh nghiệp được phép sản xuất kinh doanh pháo hoa. Theo Điều 11 Nghị định 144 năm 2021 của Chính phủ quy định mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đốt pháo trái phép như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng với người có hành vi sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi chế tạo, trang bị, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng trong trường hợp trao đổi, cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo hoa nổ, pháo hoa nhập lậu hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép. Chi tiết, cụm chi tiết vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc phế liệu, phế phẩm, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.